Để à, không Không, ăn đồ anh gì? không có rau gì Không có rau gì á? đâu. Thế thì ăn 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 cái Dưới nước ạ. Pep kia. Vậy bữa cơm là có thêm là một pep nước xuôi là để nguội này, là để chan với cơm thôi. Có lúc thì là ăn cơm với lại quả quả dưa chuột của bác ạ, lúc ấy là chỉ để chấm với muối là ăn cơm. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi vào hoàn cảnh mới, hoàn cảnh của ba anh em Chùa và em Mìn và em Quỳnh nữa các bác ạ. Và ở cái chỗ này thì là hay cái chỗ mà cháu Lực để xe và ghi hình lại luôn các bác. Bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi ra nhà của em Mìn các bác nhá. Hoàn cảnh của ba anh em thì cháu Lực cũng mới chia sẻ được độ hơn một tuần thôi. Có thể là có một số cô bác là theo dõi sau thì không biết là hoàn cảnh của ba anh em, thì cho cháu Lực xin được phép là tóm tắt lại qua một chút cô bác nhá. Ba anh em thì phải nói là đến thời điểm hiện tại cô bác ạ, mặc dù ba anh em cũng đã lớn rồi đấy, nhưng mà sau khi mà chạy chữa cho bố xong ấy thì còn nợ ở bên ngoài một cái khoản số tiền là rất là lớn. Mẹ thì cũng đã có tuổi rồi nhưng mà vẫn phải ra ngoài ruộng ngoài đồng là để làm cùng các em. Bây giờ thì xin mời các bác cùng cháu Lực đi vào nhà của ba anh em của bác nhé. Hôm nay thì không biết là ba anh em có ở nhà không có bác ạ. Thời gian này thì là lên trên bản Mông này thì hầu như là đa số là đi ra ngoài ruộng là để làm. Thứ nhất là để làm ruộng cho nhà mình này, và thứ hai thì nếu mà như có ai thuê làm việc gì ấy thì là các em đều đi tìm việc đấy để làm. Này mới bước vào thôi là nhìn thấy ngôi nhà có vẻ như là trông khá là lớn của bác ạ, nhưng mà đi vào trong nhà ấy thì là cực kỳ là hẹp luôn. Chó cho em nhé, chó của nhà Quỳnh nhé. Nhà Quỳnh thì có chó rất là to của bác ạ. Chúa ơi, Chúa ở nhà không? Có à? Mới bước vào thôi là nhìn cái ngôi nhà cực kỳ là tối. Đang làm gì đấy? Dạ, ăn cơm thôi. Đang cơm à? Thế có một mình ở nhà thôi à? À. Gửi một lời chào tới các ông các bà à Chùa. Con Con xin chào các ông các xin bà. chào các ông các bà. Thế hôm nay là đi đâu làm gì đấy? Hôm nay đi trên ca, sáng nay đi cày ruộng xong thì chiều nay đi lấy cỏ cho trâu ăn ạ. Chiều nay lấy cỏ cho châu à? Vâng. Thế hôm nay có đi làm thuê chăn trâu không? Không. Hôm nay không à? Vâng. Hôm nay ở nhà có việc gì à? Vâng. Đang cầm bát đi đâu ấy? Sang cơm rồi anh ạ. À, thêm cơm đi. Vâng. Thế là đang chuẩn bị là ăn cơm à? Vâng. Ăn cơm xong lại đi đâu? Đi trên ghe lấy cỏ cho châu ăn. Lại trên đi, đi lấy cỏ à? Vâng. Thế các anh thì đi đâu hết rồi? Đi đi làm ruộng hết rồi anh ạ. Các anh đi làm ruộng hết à? Vâng. Thế ăn cơm đi. Hầu như là ở trong nhà thì đều là sinh hoạt tất cả mọi cái là đều ở trong nhà không, trong nhà cả cô bác ạ. Còn thái cỏ là cũng thái ở trong nhà thôi. Cái này thì nạo ra để làm gì đấy? Cho lượng ăn anh ơi. Cho lợn ăn á? Vâng. Ôi rồi nhiều đấy. Anh cứ ăn đi. Ôi đây này, có nhiều dưa quá này, không mang đi bán à? Không. Nay thì đến ngày chủ nhật thì người ta mới mới họp chợ một lần nên là để lâu quá thì là cũng không không chắc là cũng không mang đi bán kịp. Cứ ăn ăn cơm đi nhá, ăn cơm xong Vâng. thì đi sau. Cơm này à? Vâng. Thế về nhà thì không, không không thấy mẹ với lại các anh ở nhà đâu à? Không. Một mình ăn thì có phải dọn mâm không? Đây này, dùng cái này này, tí để thức ăn vào đây này. Để thức Không, ăn vào anh đấy. không có rau gì đâu. Không có rau gì á? Ờ. Thế thì ăn, ăn ăn cái gì? Dưới nước ạ. Pep kia. Nước này để chan với nước lá, à chan với cơm á. Vâng.
Nước này là nước xuôi để nguội hay là như nào? Nước này để đây uống. À, thế là nước này là để đây uống à? Vâng. Dưa này để làm nộm ăn thì cũng được mà. Pep, pep nước này là dùng để uống à? Vâng. Cũng không phải là nước sôi để nguội đâu à? Nước sôi nhưng mà lại để đổ vào trong này. À, nước sôi là để vào đây đúng không? Vâng. Tức là chiều nay là không có rau gì ăn cùng à, chiều nay ấy? Không, ăn thì ăn lấy cái để ăn cùng để ăn đi. Lấy quả này để ăn cùng á? Vâng. Ăn cơm là lấy quả dưa chuột này để ăn cùng luôn à? Vâng. Rồi. Thức ăn hôm nọ anh mua cho là hết rồi à? Hết rồi ạ. Nhà thì đông người có bác ạ, thành ra là mỗi lần cháu được mua lên tầm độ là 1-2 cân cá mắm thì cũng chỉ được tầm độ là một tuần quay đầu thôi. Thế là em là ăn cơm muộn nhất rồi à? Vâng. Anh với lại mẹ thì ăn cơm xong à? Chắc là ăn xong rồi mới đi anh ạ. Đó là mỗi cơm mỗi thế là nấu hai nồi à hôm nay ấy? Vâng. Thế là đằng sau kia một nồi với lại ở kia thì Đức đang thấy là một nồi ở bên này này, cố gắng này. Một nồi ở bên này. Nồi này thì ăn đi cũng gần là một nửa rồi, mất đi một góc rồi. Thế là vừa rồi mẹ cũng không có để rau, để lại rau gì à? Không. Thế là mỗi lần ăn cơm là chỉ ăn với lại cái này thôi à? Vâng. Nay thì ăn với cơm thì có thể em để thêm súp, thêm mấy, thêm gì không? Có để thêm mì chính không? Không, ăn muối rồi anh ạ. À, để với muối ăn à? Vâng, mì chính thì chỉ do ăn thôi. À. Nhà mình không ăn đâu. À. Cả nhà không ăn mì chính á? Vâng, chỉ có mấy chị dâu ăn thôi. Có mấy chị dâu là ăn à? Vâng. À, có mấy vợ Quỳnh là ăn đúng không? Vâng. Đó. Thế là cả gia đình mình, cả gia đình ba anh em với lại mẹ là không ai ăn mì chính các bác ạ. À, chỉ ăn nguyên muối thôi. Có muối là vợ của Quỳnh là ăn mì chính thôi. Ăn thế này thì có đi lấy cỏ được không? Có. Thế những cái bữa cơm như này thì thường thường là xảy ra bao nhiêu lần rồi? Đã ăn bao nhiêu lần trang với lại nước sôi để nguội như này rồi? Lúc ăn lúc không có ăn rồi anh ạ. À, thế có lúc thì ăn với gì? Rau, cái lá của cái bí. À, của bí. Rau bí đúng không? Vâng. Có những từ là có những cây cỏ là em không có biết của bác ạ, thành ra là em ấy không có trả lời được, phải nghĩ một lúc thì em mới trả lời được. Vừa rồi thì cháu Đức lên thì cũng không có biết là mua thêm cho gia đình là thêm là độ 2-3 cân cá mắm nữa. Đến buổi sáng thì còn rau để mà ăn, nhưng mà tầm đến buổi trưa như này này. Đến buổi trưa này thì hầu như là ai đói về là tự ăn thôi, ăn xong lại tiếp tục là đi làm. Vậy bữa cơm là có thêm là một bếp nước xuôi là để nguội này, là để chan với cơm thôi. Có lúc thì là ăn cơm với lại quả dưa chuột của bác ạ, lúc ấy là chỉ để chấm với muối là ăn cơm. Mùa này thì lên trên nhà của các em thì có dưa chuột là rất là nhiều. Để luôn muối vào đấy à? Vâng. Sao anh có vẻ cảm nhận như thấy em nhai hạt muối khọc 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 ấy? Cơm chan với nước lá phải nói là cực kỳ là có nước của bác ạ.
xong rồi à? Uống hết xong anh ạ. Thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực cũng biết là em nhìn từ khá lâu rồi, thật em cũng hay chở vật liệu cho Lực đấy cô bác, cũng không có, cũng chưa đi vào nhà của mình bao giờ, thế nên là không biết là hoàn cảnh của mình là cũng một cái hoàn cảnh mà khá là đặc biệt và khá là khó khăn. Bây giờ thì các em là ai cũng lớn rồi, thành ra là mẹ thì cũng đỡ đi một phần nào đấy, nhưng mà về cái cuộc sống hàng ngày của các em thì là những cái bữa cơm đúng không bác, vẫn còn ăn rất là sơ sài, chỉ có là chan cơm với lại nước lá hôm thôi. Thế là ăn cơm xong là em lại đi đâu làm gì? Lại đi lấy cỏ. Đi lên trên lấy cỏ à? Vâng. Anh Quỳnh thì làm ruộng ở tận đâu? Dưới nhà, cũng dưới nhà kết ạ. Dưới nhà có xa không? Không. Không á? Vâng. Thế bây giờ em có đi xuống chỗ của Quỳnh hay không? Không. Không à? Vâng. Hay là cùng anh đi xuống xem làm Quỳnh làm ruộng như thế nào, xong rồi một tí nữa đi, tí nữa anh cùng chùa đi lấy cỏ sau nhá. Vâng. Đi nhà, bây giờ đi chưa? Vâng. Thế là cái can nước này là để xách nước đi, xách nước vào nhà. Vâng. Mỗi lần nấu cơm là nấu cơm ở trong nhà luôn à? Vâng. Là vo gạo rửa rau là ở trong nhà luôn à? Vâng. Và những cái vật dụng như này cô bác này có thể là từ rất là lâu rồi đấy. Thậm chí là có những, thậm chí là cái máy cọt này này còn mảng nhện là răng hầu như là phủ kín hết cả cái máy quạt luôn. Máy quạt này còn dùng được không? Không. Không rồi à? Vâng. Đấy, ăn cơm là những thức ăn đúng lúc mà không có gì đấy. Mùa này thì còn là có những quả dưa chuột này này để mà đem đi để mà chấm với lại muối. Thế ở nhà thì những cái quả này thì mẹ có mang đi bán không? Chủ nhật cũng mang đi anh ạ. Chủ nhật là mang đi bán à? Vâng. Tầm bây giờ thì chưa đến ngày chủ nhật, thành ra là chưa có ai mua cô bác ạ. Bây giờ đi xuống dưới thôi nhỉ. Nhưng mà em phải xem chó nhá. Chó nhà em rất là ghê đấy. Chó to quá. Em xích nó lại không? Có. Em xích nó lại đi. Đi không để ý cái là nó cắn đằng sau ấy. Nhà của chùa thì có một con xe máy này. Con xe máy này thì là được bố mẹ vợ của Quỳnh là mua cho đúng không? Vâng. Quỳnh thì ở dưới làm ở dưới thì đi làm cùng ai? Đi làm ruộng á? Ừ. Cùng mẹ với vợ chị dâu. Cùng mẹ với lại chị dâu à? Vâng. Áo này là áo lớp à? Được vào lớp lớp chín được vậy anh ạ. À, lúc học lớp 9 là được cái áo này đúng không? Vâng. Cái hôm đó anh mua quần áo cho ấy, về nhà mẹ có nói gì không? Không. Không à? Vâng. Chùa đấy bây giờ chùa có muốn đi học tiếp hay không? Có, nhưng mà em xem các em lớp 9, thấy lớp 9 xem phải đi không? Thế chùa là có muốn đi học thêm cấp 3 không? Rồi bạn này đi đâu về ấy? Hả? Chơi về à? Thế chùa là có muốn đi học thêm cấp 3 không? Có anh ạ. Có à? Vâng. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một bà mà lo cho em đi học cấp 3 thì em có mong muốn là đi học không? Có. Có á? Vâng. Thế này mà nếu mà có thì bảo với mẹ chưa? Có bảo với mẹ chưa? Không bảo anh bảo ấy. Bảo rồi. Bảo rồi à? Vâng. Thế thì nếu mà muốn thì để anh đi làm hồ sơ cho nhá. Vâng. Làm hồ sơ cho ông là anh đi hỏi thầy giáo xem là cần những cái giấy tờ gì thì anh sẽ đưa em đi làm. Vâng. Nhá, em sẽ không phải lo mất một cái khoản là chi phí nào đâu. Vâng. Đấy. Bây giờ thì nếu mà bây giờ là chuẩn bị làm hồ sơ được rồi đấy. Vâng. Thế thì đi học thêm cấp 3 nhá. Vâng. Đi học ở dưới thì anh thuê trọ cho để mà ở mọi thứ nữa. Bà con ở trên vùng cao thì hay ăn thịt chó các bác ạ. Để vừa đi là vừa để ý chó nhá. À. Anh Quỳnh làm ở đâu đến đâu? Dưới kia thôi anh ạ. Đấy cũng thưa với cô bác là có
bà bé là bà muốn gọi là giúp đỡ cho em chùa là em đi học hết cấp 3 đấy, nhưng mà cháu lực cũng lên và động viên là hai anh em, động viên là ba anh em cùng với lại mẹ nữa. Thế đi học cái này thì có khi là tầm độ một tuần về một lần, có khi là một tháng về một lần thì có được, có được không? Có à? Tí để anh bảo với luôn cả mẹ nhá. Vâng. Bảo với mẹ luôn để đưa được em chùa đi học. Bây giờ thì chùa thì là còn khả năng để mà đi học đến cấp 3, còn em mình thì trước là đang học dở đến lớp 11 của bác ạ, nhưng mà bây giờ thì em không có đi được nữa. Thời tiết thì khá là nắng này. Như chùa bây giờ thì nếu mà đi ra ngoài tiếp xúc đấy, thời gian đầu thì chắc chắn là em vẫn sẽ thời gian đầu thì rất là rụt rè và rất là sợ hãi. Ôi, nắng quá. Quỳnh nhà làm tận đâu? Dưới cái thang này. Dưới kia thôi à? Vâng. Làm bằng trâu à? Vâng. Anh Mìn thì có ở nhà không? Không ạ. Anh Mìn không ạ? Thế vâng. Anh Mìn là đi làm thuê là đi đâu rồi? Đi làm thuê ạ. Đi làm thuê á? Vâng. Mìn thì là hay đi làm thuê là nhiều các bác ạ. Mìn đấy. Mìn thì ít là làm công việc ở nhà. Chỉ có là em Quỳnh là làm công việc ở nhà nhiều hơn. Còn là như em chùa này em cũng đi chăn trâu. Chăn trâu ở nhà mình này, xong là vừa đi chăn trâu thuê nữa. Ồ, cái rồi à? Cái này không phải nhà em đâu anh ơi. Không phải là của nhà em à? Vâng. Cái này thì có vẻ như là được cấy thôi các bác. Nhà em thì có nhiều ruộng không? Không. Không á? Vâng. Có năm thì đủ ăn, có năm không đủ ăn à? Vâng. Có năm thì hạn hán là không đủ ăn, còn có năm nếu mà không hạn hán thì còn là đủ ăn các bác ạ. À, cái thanh niên kia có phải không? Phải. Không phải đâu. Kia không phải đâu. Ồ, thế là sáng nay là em cũng ra đây à? Sáng nay không phải ra đây anh ạ. Sáng nay trên keo rồi. Hả? Sáng nay là dạ về sáng nay là trên keo. Đây có nguồn nước à? Vâng. Đây à? Chỗ này có nguồn nước to quá này. Ây à? Cây ruộng à? À, cắt tóc rồi đúng không? À, Quỳnh thì vừa mới cắt tóc xong cô bác ạ, thành ra là không có nhận ra. Đi vào chỗ anh Quỳnh một tí nhỉ. Ôi, sao cày trong dứa chứa này? Nhổ mạ rồi à? Ôi, tà mạ. Lóc trà mà tà mạ. Lóc trà mà. À, cái chỗ này thì là có nước nguồn vào nhỉ. Ồ, 12 giờ chiều cũng cày này cô bác này. Thế ăn cơm chưa? Ăn rồi ạ. Ăn rồi à? Vâng. Thế gửi một lời chào tới các bác nhé. Vâng. Con xin chào các ông bà. Rồi, cô bác. Cô bác. Rồi. À, hôm nọ thì khi mà đi xuống đấy, khi mà cháu được lên đấy cô bác, là mìn chùa là Quỳnh là để tóc rất là rậm rạp. Đấy, đến hôm nay thì thấy là em cắt tóc sao? Thế là hôm nọ anh đưa tiền cho em đi xong là đi cắt tóc luôn à? Vâng. À. Đấy, thế thì em làm việc đi. Rồi. Này chùa có biết làm không hả chùa? À. Chùa là chưa biết làm máy đâu à? Chùa là bé hơn thì ra là công việc này thì anh trai là sẽ đảm nhận là nhiều hơn cô bác. Rồi.
Thành chỗ đây là có nguồn nước thì nhà là mới làm được nhanh ấy nhỉ. Anh trai bảo gì ấy? Bảo lại em trả lời. À bảo em trả lời à? À. À chùa của bác ạ. Chùa thì có những câu là tiếng phổ thông là em ấy chưa có biết chưa có biết cho lắm, cho nên là sẽ có những câu là em không biết trả lời đâu. Thì sẽ để chùa là trả lời. Ôi ôi nước này mát đấy. Ôi cái nguồn nước này mà đúng là ở gần nhà thì tốt lắm cô bác ở gần nhà ấy. Bên này là được rồi à? Thì đi xuống chỗ mẹ một tí đi nhỉ. Đi cho Quỳnh là em mới làm một tí đi. Hôm nọ anh bảo em thì em có bảo mẹ chưa? Bảo, bảo à? Lấy đi đám trâu rồi tám án rồi. À, tôi cho gia nhân Quỳnh rồi đang. À, thế dưới kia là vợ của em Quỳnh rồi. Ôi, hai cái nón mà hôm nọ mua cho đúng không? À. Này phun cả tám án này à? Phun cả lấy. Này phun cả đáng lấy. Ơ? Ô bác phun cái răng. Ồ, hơi nhái thái á. À. À, là phun thuốc diệt cỏ của bác ạ. Này thì một tí là trâu là đừng để cho nó xuống đen cỏ đó nhá. Rậm rạp quá, thành ra là chắc là phải phun. Này không không có đeo khẩu trang gì, vừa rồi là có khẩu trang đúng không em? Để lấy khẩu trang cho bác đi này. Mua một đeo khẩu trang hốc ép được một mắn mà tầm á. Nè, lán hợp án này. Hả? Nè, lán hợp án mà. Bố nào, lán hợp bao chiên nào? Ở bác đeo khẩu trang hăng. Cũng không có dùng đồ bảo hộ gì luôn. Đây, anh cho chùa này. Anh cho chùa xong là lúc nào mà đi phun thuốc thì dùng cái này nhá. Đấy. Đấy, tí cầm về nhá. Ôi, đi lên trên đi em ơi, mùi quá thế này. Đấy. Đấy, cho qua, đi. Nó cỏ rất là tốt nhưng mà chưa đến cắt không kịp luôn. Cho bác phun một tí đã, rồi cho được xé nói chuyện với lại bác sau. Đấy, cầm về nhà cất lúc nào mà ai đi phun thì đeo đi theo nhé. Lạnh gì à? Trâu mệt quá rồi mà. Thế là bừa từ cái thở dưới này lên à? Ui. Bừa từ thở dưới kia lên à? Từ sáng nay rồi à? Lúc đấy 10 giờ rồi. 10 giờ về à? Ủa thế là làm thông trưa luôn à? Nhưng mà về đếm chưa làm, về đếm chưa mới làm được. À. Vừa rồi là cháu Lực còn không nhận ra đấy cô bác, cắt tóc xong ấy. Với lại mặt mũi là vẫn còn nhìn ở trong trong kiểu dính bùn đất nhiều quá đấy. Ruộng nhà em là từ đâu đến đâu? Đến chỗ kia về thôi. À đến cái chỗ vừa trồng xong đây à? Vâng. Thế mấy cái chỗ trồng kia là của nhà ai à? Gần nhà không? Có nhưng mà của nhà sò. À, nhà của em Sử thì là ruộng ở phía bên kia có bác, ngay đây này. Chỗ này sao Sử không bác nước từ đây đi nhỉ? Không biết, nước về kia đây cũng có mà. Nước về kia không có á? Ừ. Thế mà bảo chưa có nước nhỉ? Thế là bác nước ở đây đi cũng được mà. À, vợ là đang cấy kia đúng không? Đúng. Vợ thì được mấy tháng rồi? Quên rồi. Vâng. Quên cũng được mấy tháng rồi. Thế có đi bác sĩ không? Không, không đi bác sĩ. Không đi bác sĩ á? Vâng. Thế đã đi khám bác sĩ lần nào không? Vừa. Ừ. Đi khám một lần rồi ạ. Nhưng mà đi lâu rồi. Đi khám một lần đi lâu rồi à? Vâng. Thế biết là con trai con gái chưa?
không biết đi kháng lần trước bảo là con gái con trai nhưng mà vợ đi xá kia nó bảo là con gái không biết con trai. À, trên xá thì chắc là người ta không có siêu được đâu. Đấy. Quỳnh thì là bố mẹ sắp xếp cho cô bác ạ, thành ra là lấy vợ sớm. Bố thì trước khi mà ra đi đấy thì là mong muốn rằng là muốn nhìn thấy là người con dâu của mình là phải ở nhà đấy. Sinh lễ thì đã giải hết chưa? Sinh lễ giải hết bên nhà vợ chưa? Giải rồi. Giải hết rồi à? Ừ. Lúc đấy là bố giả cho hay là ai giả cho? Bố giả cho. À là bố giả hết rồi. Ôi, cho cháu đi cho mắt nó nghỉ ngơi đi. Làm thế này tí cháu chết đấy, nó nóng quá ấy. Này ơi, mới nhung cháu nữa. Cú nữa. Nó không đi được nữa rồi. Vâng, nóng quá. Ừ. Thật ra thì cháu thì khi mà nhìn thấy là cái cảnh này của bác, thì các bác, chắc là các bác xem thì các bác cũng... cũng rất là thương đấy, nhưng mà trâu thì nó là gọi là một cái tài sản mà để mà người nông dân là làm ruộng, cho nên là bắt buộc cái công việc nó là phải làm như vậy cả. Cho nó nghỉ đâu đó được tầm 30 phút 40 phút đã, nhưng đừng cho nó đi ăn cỏ cái chỗ vừa rồi mẹ phun nhá. Ra góc bên kia kìa, kìa. Thế là về Quỳnh là về nhà ăn cơm rồi chứ? Về ăn cơm xong mới về ạ. À, ăn cơm xong mới lại xuống đây à? Vâng. À, giờ lại mát thêm một lần nữa đi, mát có gì này. Mát bên này. Mát bên này. Tức là vừa rồi chùa là định về nhà là đi lấy cỏ để cho tí trâu ăn à? Tí đi cắt cỏ loại này hay là đi cắt cỏ trong rừng? Có, cắt trong rừng thôi anh ạ. Cắt trong rừng thôi à? À. Thế cái cỏ này thì không cắt được à? Có nhưng mà có ít và nó đang bé. Nó đang bé là không cắt được đúng không? Vâng. Đây, vừa rồi thì mẹ của các em thì cũng đã vừa mới phun xong cỏ rồi các bác. Bạn phun này ra tầm ạ? Phun nào ra? Bà lăng sắp phun ở cái này bị có với chú bộ mặn. Mẹ của các em thì năm nay... Đó mùa nào, cái đấy lên nay có mùa nào. Nó mùa nào đó? Ừ, lên mùa nào lên... Mùa nào lên chỉ vay chuyển. Ờ. Là thế là còn một chút nữa thì là mới phun hết. Mẹ của các em thì năm nay là được 60 à hay là được bao nhiêu nhỉ? 60. Được 60 à? À, được hơn 60 rồi. Đấy, nhưng mà nhìn vào trên khuôn mặt thì phải nói là một cái một là người mẹ mà người mẹ các em thì có thể là làm việc là vất vả đấy các bác, thành ra là khiến là rất là gầy gò và một cái thân hình mà rất là ốm yếu luôn. Hôm nay thì cháu được lên thì cũng có muốn là hỏi thêm là mẹ của các em thêm một lần nữa. Bây giờ thì cháu được sẽ nói bằng tiếng Nùng đấy các bác nhá. Là tin mì giáo nhá. Hơi chua với tóc từ nào 12 nữa lên. Hơi ta hơi mà chân có mù mi, cả nắng có mù mi. Ờ, cái này ta má bộ cân ọc cắn rồi, tí hơi ca chua tóc từ đi đâu ấy. Bài tư, trên trọ này, trên cái răng ấy, lá nào ọc hơi nào chứ? Lá nào ọc hơi nào chứ? Có thể hứa. Ờ, đây là tái chơi, cố ta hơi chơi. Ờ, cũng có cả hứa hơi, hứa hơi bạc hơi si, này đấy. Hứa hơi bạc hơi si, bên hơi hạc dù đi trọ, hạc tóc, bài tóc từ là tóc từ là đọc chứ? Nó cho bố mi bây giờ cũng phải cho bố mi băng xe lên muốn khám bố lư bố bắt đầu nào bố lư là nạc phòng bay chứ đấy bố lư là lư bắn từ mà hứa hỏi mà bay ra tầm đỉnh hơi mà bay mà dân ca bỏ cả á nhà chùa nhà
Ở tầm 1 tháng thì về một lần hay là tầm độ tuần thì về thăm nhà một lần. Đấy. Ở nhà thì không có ai là đến, không có ai là hết 12 cả. Trước là anh Mìn là học đến lớp 11 nhỉ? Học đến lớp 11 đến lúc đấy thì tại sao lại bỏ? Bố ốm thì bỏ. Đợt đấy bố ốm là bỏ à? Vâng. Thế xong là Mìn là phải đi xuống chăm sóc bố à? Vâng. Thế còn em Quỳnh thì là chỉ học đến lớp 5 thôi nhỉ? Bây giờ thì có biết viết tên của mình không? Có. Viết tên của mình là viết đúng không? Đấy, Quỳnh là còn học hơn em Sử của bác ạ. Em Sử là chỉ có học đến lớp 1 thôi. Đấy thì cũng được sự đồng ý của mẹ rồi. Mẹ của các em rồi. Thì bây giờ cháu Lực sẽ tiến hành và đi làm hồ sơ. Còn thực sự ra rất là nhiều khi mà các bác hỗ trợ đấy thì các bác cũng mong muốn là nhìn từ lúc bắt đầu đấy thì có những cái bước thì cháu Lực sẽ không có ghi hình được cô bác nhá. Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm, nhưng mà cháu Lực cũng sẽ để cho em Mìn, em Chùa là đi học đấy. Ở đây thì cháu Lực chỉ là người mà gọi là kết nối thôi, còn là người mà lo thì sẽ là bà bé nhá. Sẽ là bà bé là lo cho em đi học đấy. Đi học hết cấp 3. Em có lời nào muốn gửi tới cho bà bé không? Rơi rồi. Đi học, biết được đi học đến cấp 3 này thì có vui không? Có. Có vui à? Ừ. Trước thì học đến lớp 9 là đấy là bố là không còn nữa nhỉ? Ừ. Đấy. Được bà giúp đỡ thì có lời nào muốn gửi cho bà không? Con xin cảm ơn bà đấy. Con xin cảm ơn bà. Đã hỗ trợ cho con. Đã hỗ trợ cho con đi học. Con sẽ cố gắng. Con sẽ cố gắng. Không để phụ lòng. Không để phụ lòng. Bà. Bà. Và tất cả các bác. Và tất cả các bác. Rồi. Đấy, đi học thì nhớ là phải cố gắng học nhá. Rồi. Đấy, bây giờ thì cũng là vào cái mùa mà chuẩn bị là đi vào làm hồ sơ rồi. Thì cháu Lực sẽ đi để mà sắp xếp cái hồ sơ của em và để làm nữa. Ở nhà thì lăn tay, ai lăn tay hết chưa? Đi ra công an lăn tay ấy. Đi ra công an để lăn tay ấy. Đi lăn tay như này này. Lăn hết rồi à? Mẹ cũng đi hết rồi à? Thế trước là lăn tay ở đâu? Xuống xã kia, nhưng mà em thì ở Cốt Bài. Em thì đi Cốt Bài đúng không? Thế là cả nhà mình là lăn tay hết rồi đúng không? Nếu mà không ai lăn tay thì bây giờ là phải đi lăn tay thì mấy đứa mình đi lại lấy giấy tờ thì người ta mới cho. Thế Quỳnh thì được bà bé hỗ trợ là cho em mình đi học thì em có vui thay em không? Em có vui không khi mà nghe tin này? Có à? Bây giờ thì Quỳnh là đi học không được nữa rồi cô bác ạ. Là học đến lớp 5 thôi, thời gian nghỉ học thì cũng khá là dài rồi. Còn là em Mìn thì em ấy không đi được nữa. Thành ra là chỉ lo được cho một mình là em Chùa là đi học thôi. Và cũng được sự đồng ý của mẹ các em rồi. Bây giờ thì bố đi không còn nữa, chỉ còn là mỗi mình mẹ thôi. Đây, và cũng lên và gặp mẹ của các em trực tiếp để mà hỏi và ghi hình lại cho tất cả các bác anh chị là cùng biết. Trong thời gian tới thì em Quỳnh sẽ, em Chùa là em sẽ đi vào ngôi trường cấp 3 để mà học. Ngôi trường sẽ đi rất là xa đấy cô bác ạ, chứ không phải là một cái quãng đường mà gần đâu. Cháu Lực cũng xin thay mặt là gia đình là gửi một lời cảm ơn tới bà bé. Chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe và cảm ơn bà đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Trong thời gian này thì bà đã tiếp tục đồng hành là đưa cho, giúp đỡ cho em Chùa là đi học. Đi học thì đi xuống dưới thì sẽ có thêm rất là nhiều bạn ấy, cho nên là đừng có ngại ngùng nhá. Chứ không các em là rất là rụt rè và rất là nhút nhát, sợ rằng là các bạn là trêu một cái là bỏ về luôn đấy. Thế đừng có bỏ nhá. Có cái gì thì bây giờ thì gọi là lúc đầu anh vừa mới bảo thôi, đi xuống đấy có cái gì thì cứ bảo anh. Kể cả các bạn có bắt nạt đi chẳng hạn thì cứ bảo anh nhá. Bây giờ thì các em từ trên bản xuống ấy thì thực sự ra sẽ có một số cái trường hợp điều đấy là nó xảy ra. Bây giờ là chuẩn bị tiếp tục là vào làm ruộng chứ? Hả? Tí mới làm, bây giờ nóng quá nhỉ?
May là chỗ này là còn có một cái bụi tre để bà nghỉ ngơi nữa. Nhà của em Sử thì hình như là ruộng này là của nhà Sử đúng không? Dạ. Cái thửa ruộng có mạ này, cô bác này, là của nhà em Sử này. Đây, vừa rồi thì cháu Lực cũng đi xuống và nói chuyện với lại mẹ của các em rồi. Mẹ của các em thì không biết là nói tiếng phổ thông là một câu nào luôn cô bác. Tiếng Nùng là có những câu là còn không biết đâu. Đây, máy cày người ta còn để luôn trong ruộng này các bác này. Bà con dân bản ở trên này thì cũng rất là hiền thôi. Thỉnh thoảng là có những người thì nó thấy là mình có nhiều cái quá, người ta ghen ăn tức ở, cũng người ta bực tức, người ta về có thể là phá. Thứ bảy em có hay ra đây không? Chủ nhật mới sang anh. À, chủ nhật đúng không? Dạ. À, cái nhà này của bác này là nhà thờ của bên của bên đạo Tin Lành. Không nhốt chó à? Hả? Thằng kia không nhốt chó à? Thì nó cắn người ấy. Chỉ biết cười thôi, cũng không biết nói đâu cô bác. Thế là một tí là đi tận chỗ nào để lấy cỏ? Nhà trên nhà thằng Xì là thằng trên cái nhà bê ghê. Trên nhà thằng Xì á? À. Thế ở trong làng này thì năm nay có ai hết lớp 9 không? Có. Thế có ai đi học lớp 10 không? Có mẹ em trai như kia, nhưng mà ở kia cái đường đi, nhưng mà nó bảo không có ai cùng nó đi. À, thế em bảo là có em đi cùng, phải thế? Và lúc nãy em gần em bảo. À. Có phải là em trai của chứ không? Có. À, em trai của chứ đúng không? À. À. Con gái này cứ tưởng là con chó nhỉ. Sợ. Đấy, được đi học là gọi là như là một cái tương lai để mà mở đường cho cuộc sống các em sau này là sẽ không vất vả, là không làm ruộng như này nữa. Có thể là sau này là các em đi ra ngoài làm thì những công việc nhàn hạ đấy các bác, nhàn hạ hơn một chút thôi, thì người ta cần đến cái bằng cấp rất là nhiều. Bây giờ thì đến nhà của em chùa rồi. Cái lán trâu này mới làm à? À. Trước là trâu ở chỗ nào? Châu ở đây á? Hay là làm lại à? À. Mua pro về lập lại à? À. Này, nhà mình tự làm hay là nhà nước người ta cho tiền? Nhà tự làm. Nhà tự làm à? Trước là có thể là chuồng trâu là được nằm ở phía bên này đúng không? À. Đây này, thấy là với có phần chỉnh tường này. Huh, củi, mẹ đi lấy được củi về nhiều ấy nhở? Mẹ chắc là đây là mẹ với chị dâu à? Có một... Nhưng cái này là nước bô mớt thì bộ đó bộ... người ta sang thì mang về. Cái này á? À. À, thế là lúc bố mất là người ta về là người ta cho à? À. Ôi, thế là vẫn còn nhiều củi đấy nhở? Thế là bố của các em là cũng không có mất lâu đâu các bác, cũng mới thôi. Ôi, ra kia có chó quá, chắc là không đi vào nhà nữa. Kia là bếp gì đấy? Không biết ăn chạy đấy. Lấy xem nào. Trong đây có cái gì đấy? Cái này là cái đi lấy con nước chuyện để đấy. Ờ. À, hôm nọ bán được tí nào chưa? Chưa bán được á? Vâng. Thế là ngâm bên trong nó chả mùi lắm à? Cái đấy cần cho mang đi. Mang đi đâu?
lấy cái đấy để cho cái chay thì mang đi để cái để đâu cũng được, nhưng mà để sáng sáng đi xem thì nó được mà. Nhưng mà để thế thì nó mùi lắm, anh thấy là vừa mới bước vào thôi đã mùi, thấy rất là nhiều cái con này, con bọ xít nó đang bị chết, nó đang bị phân hủy rồi. Đấy, hôm nay thì thế là cứ bây giờ là cứ chuẩn bị tinh thần nhá. Chuẩn bị tinh thần là lúc nào mà anh cần những cái giấy tờ gì thì là bảo với lại em không biết thì bảo với anh trai, anh Mìn nhá. Bảo với anh Mìn là đưa cho anh nhá. Anh đi dưới kia anh nộp hồ sơ cho. Và cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và hôm nay thì lên thì cũng không có gọi là mua lên cái gì cho các em cả. Hôm nay thì lên thì muốn thông báo cho các em một tin. Thông báo cho không phải các em mà là cả gia đình với lại riêng là em chùa là nói riêng. Đấy, chùa thì sẽ được là bà bé là hỗ trợ là đi học cấp 3, là hỗ trợ xong trong vòng là 3 năm để mà học cấp 3 cô bác ạ. Xin cảm ơn tấm lòng vàng của bà bé rất là nhiều. Đấy, còn là thước phim này cũng khá là dài rồi, cho nên không xin được là chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Quỳnh gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhé. Con xin chào tạm biệt các ông các bà. Tôi không biết là đây có quả gì nhiều thế này cô bác này. Ăn quả này rất là ngọt cô bác ạ. Để cho anh à? Vừa rồi mẹ bảo cho à? Không có mấy quả xanh. Có mấy quả xanh á? Đây thay thôi anh. Hả? Không cầm á? Thế coi như là cho anh à? Vâng. Thế anh xin nhá. Rồi anh đi về đây. Đấy. Cứ đi về nhà chuẩn bị tinh thần đi nhá. Ủa? Nói là khi mà thông báo tới Mìn, tới em Quỳnh, em chùa điều này chắc là có khi là đêm nay là mất ngủ luôn đấy cô bác, rất là hồi hộp luôn.